Xin chào mọi người, hôm nay mình xin phép được giới thiệu đến tất cả mọi người mẫu lộc bình khử vẽ vàng thuộc dòng sứ trắng cao cấp được sản xuất tại Bát Tràng Việt Nam. Mẫu lộc bình ở trong video này là mẫu tứ cảnh xuân hạ thu đông, ở mỗi một cảnh sẽ đại diện cho một mùa. Trên cổ bình thì cũng được thiết kế hình ảnh chim và hoa, như chúng ta có thể nhìn thấy ở phần vai bình thì được thiết kế những họa tiết hoa văn rất là cầu kỳ. Ở đây là mặt hình ảnh chim công và hoa đào đại diện cho mùa xuân. Đối với mẫu lộc bình tứ cảnh thì mỗi mùa chúng ta sẽ xoay một cái cảnh tương xứng với mùa đó ra để chúng ta bày trí. Như chúng ta nhìn thấy mặt này là mặt hình ảnh chim công và hoa đào. Toàn bộ họa tiết thì đều được vẽ thủ công bằng tay và đã được vẽ thêm vàng 24K. Chất sứ thì rất là sáng bóng. Mặt bên này là hình ảnh cây trúc. Hình ảnh cây trúc và những chú chim én đang bay lượn ở trong cái cảnh này, có cả hình ảnh là sơn thủy. Chúng ta có thể nhìn thấy cái chất sứ của sản phẩm nhé. Chất sứ rất là trắng, ánh vàng kim bóng lên bên trên cái sản phẩm, đó chính là vàng 24K. Các bạn có thể quan sát thấy vô cùng đẳng cấp và sang trọng. Ở cảnh hình ảnh cây trúc và chim én thì là đại diện cho mùa hè. Mùa hè thì chúng ta sẽ lại xoay cái mặt cảnh này ra để chúng ta chơi. Ở trên cổ bình thì như chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều những cái họa tiết hoa văn được vẽ rất là tỉ mỉ và chi tiết, rất là tinh xảo. Tiếp theo thì sang đến mặt hình ảnh là hoa cúc. Hoa cúc đại diện cho mùa thu. Ở trong cái cảnh này thì hình ảnh hoa cúc và hình ảnh những cái chú chim đang bay lượn ở trong cái cảnh rất là sinh động và đẹp mắt. Đây các bạn có thể nhìn thấy nhé, những cái cánh hoa cúc được vẽ rất là mềm mại, sắc nét và chân thật. Hình ảnh hoa cúc đang mọc ẩm từ một cái phiến đá ra và xung quanh đó là hình ảnh những chú chim đang bay lượn ở bên trên cái cảnh này. Chúng ta có thể quan sát thấy cái phần vàng bóng lên bên trên ánh kim rất là đẹp, rất là đẹp mắt. Và đây là cái dòng lục bình sứ trắng vẽ vàng cao cấp nhất của Bát Tràng. Đây các bạn có thể nhìn thấy từ cái chất sứ trắng như là tờ giấy, rất là trắng, ở bên ngoài cái sản phẩm nhìn nó còn đẹp lung linh hơn rất là nhiều. Và cuối cùng đây là mặt hình ảnh là tùng lộc. Tùng lộc đại diện cho mùa đông. Hình ảnh thân cây tùng mọc ở trên vách đá treo leo. Cái thân tùng thì rất là khúc khỉu, chúng ta có thể nhìn thấy. Và bên dưới là một cặp hiêu lộc, một cặp hiêu lộc nhá. Cái phần cổ của bình cũng được thiết kế họa tiết hoa văn. Tất cả họa tiết đều vẽ rất là tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Ở sản phẩm thì có rất là nhiều cỡ, cỡ cao từ 1m2, 1m38, 1m52 và 1m6. Kích thước này là kích thước chưa có đế. Và nếu như quan tâm đến sản phẩm thì mọi người vui lòng liên hệ qua số điện thoại mình đang gắn ở bên trên video. Các sản phẩm này thì chúng tôi ship toàn quốc. Các bạn yên tâm bởi vì khi vận chuyển chúng tôi sẽ phải đóng gói rất cẩn thận, sẽ không sợ xảy ra tình trạng hàng đi xa sẽ bị vỡ. Cảm ơn mọi người rất nhiều.